Chúng ta tiếp tục với bài 3.43, giải thích tại sao nếu hai số cùng chia hết cho âm 3 thì tổng và hiệu của hai số đó cũng chia hết cho âm 3 và phát biểu tổng quát. Cái dấu hiệu cái chia hết ví dụ như là 4 mà chia hết cho 2. Vì sao? Vì 4 bằng 2 nhân với lại một số nguyên nào đấy, ở đây là số 2. 5 chia hết cho 1 vì 5 bằng 1 nhân với số nguyên ở đấy, ở đây là nhân với 5. 6 chia hết cho trừ 3 vì 6 bằng trừ 3 nhân với một số nguyên ở đấy nhân với trừ 2. Như vậy dấu hiệu những cái số chia hết cho âm 3 thì gọi A và B là hai số cùng chia hết cho âm 3, thì A sẽ có dạng là âm 3 nhân với một cái số nguyên nào đấy, ví dụ số nguyên này là m, m thuộc z, và b cũng chia hết cho âm 3 cho nên b cũng bằng âm 3 nhân với số nguyên nào đấy n thuộc z, bởi vì a khác b cho nên là m cũng khác n. Thì hai số phân biệt này. Thế bây giờ tổng của chúng tôi thì A cộng B sẽ bằng trừ 3M là A cộng với lại trừ 3N là B thì bằng trừ 3M cộng với A không cộng là, cộng với trừ trừ luôn trừ 3N bằng, chúng ta có thể đưa trừ 3 ra thì trong còn không, như này chắc nhiều bạn chưa hiểu, đưa dấu trừ ra ngoài bên trong đổi dấu hết, bên trong còn 3m cộng 3n, thế là chúng ta đưa dấu trừ ngoài bên trong đổi dấu thì các bạn dễ hiểu hơn. Bây giờ bên trong có số 3 chung này, trừ xong đưa số 3 ra ngoài, bên trong còn m cộng n. Bên trong còn m cộng n thì bằng tiếp đặt k bằng m cộng n. M là số nguyên, n số nguyên thì tổng của hai số nguyên chắc chắn là một số nguyên cho nên k là số nguyên, thì ra a cộng b bằng trừ 3k với k thuộc về set, vậy thì ra a cộng b sẽ chia hết cho trừ 3, cứ bằng trừ 3 nhân với z là nhân một số nguyên là chia cho trừ 3. Thế bây giờ đến a trừ b, A trừ B thì bằng 3M trừ 3M trừ đi trừ 3N, nên là A trừ B bằng trừ 3M cộng với 3N bằng, đảo đi là 3N trừ 3M đúng không, phép cộng và tính chất giao hoàn đảo thì bằng 3 nhân với mở ngoặc n n trừ m, thì đặt q bằng m trừ n n trừ m, thì hai số nguyên hiệu của hai số nguyên luôn luôn là một số nguyên cho nên là q cũng thuộc z, q thuộc z thì suy ra a trừ b bằng 3Q mở ngoặc Q thuộc Z, vậy thì suy ra A trừ B cũng chia hết cho A trừ B cũng chia hết cho trừ 3 A trừ không được không được, sau ý nhớ đây là nếu mà để như này thì chia cho 3 chứ không phải là trừ 3 nên sẽ phải làm lại.
từ cái chỗ A chỉ B nhé, lại từ cái chỗ A chỉ B. Nếu để như này chia cho ba, nó phải bằng trừ ba nhân số nguyên cơ, thì A bằng trừ 3M này, B bằng trừ 3N này, khi ra A trừ B bằng trừ 3M này, trừ đi này, trừ 3N này, bằng này, trừ 3M này, cộng với 3N này, bằng đưa dấu trừ ra ngoài này. Bên trong sẽ đổi dấu này, là bằng 3M trừ 3N này, bằng tiếp này, đưa số 3 ra ngoài này, trong còn M trừ N. Rồi, nó mới đặt Q bằng M trừ N. Hiệu của hai số nguyên là một số nguyên sinh ra Q thuộc Z, tức là Q là số nguyên. Hay nói cách khác là A trừ B bằng trừ 3 nhân với Q. Q ở đây thuộc Z. Vậy chia cho trừ 3 luôn, thì là A trừ B chia hết cho trừ 3. Vậy là hãy thử phát biểu một kết luận tổng quát. Nếu hai số A, B đều chia hết cho C, thì trong đó là A phải B phải C là những số nguyên, thì A cộng B chia hết cho C và A trừ B cũng chia hết cho C. Ba chấm bốn bốn xác định dấu của tích. Chúng ta đếm dấu âm 1, 2, 3, 4, 5 dấu âm. Lẻ lần dấu âm nhân với nhau thì nó ra âm. Nên ta xác định ngay là dấu của P. Dấu của P là âm, là dấu âm. Bởi vì nó lẻ lần số âm nhân nhau, 1, 2, 3, 4, 5 mà. Thì chắc chắn là tích này mang dấu âm. Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó? Đổi dấu ba thừa số thì bất kỳ cứ ba phần thừa số thôi. Đổi thì chỉ có thể là âm thành gì thành dương, cho nên là P sẽ bằng ví dụ như thành dương 1, dương 2, dương 3 thì chỉ còn lại hai cái âm thôi. Có 5 cái thì đổi 3 cái thành dương rồi thì hai cái còn lại chẵn. Chẵn lần thì ý B là P sẽ mang dấu âm, âm dấu dương. Dấu dương. 3.45 tính giá trị của biểu thức. Trừ 12 nhân với 7 trừ 72 trừ 25 nhân với 55 trừ 43. Cái này có nhiều cách tính, không biết có tính nhanh được không?
Ở đây chả thấy có tính nhanh nhỉ, cứ theo quy tắc thôi nha, trong ngoặc tính trước đi. Thế trong ngoặc tính trước, trừ 12 để nguyên. 7 trừ 72 là số nhỏ trừ số lớn, thì lấy số lớn trừ số nhỏ. 17 trừ 2 còn 5, 7 trừ 1 6, âm 65, lấy dấu của số lớn. 2 số nguyên trái dấu, 7 là dương, 7 2 là âm, thì lấy lớn trừ nhỏ lấy dấu số lớn. Trừ đi 25. 5 5 trừ 4 3. 5 5 trừ 4 3 thì để đương nhiên là xuôi rồi. 5 trừ 3 còn 2. 5 trừ 4 còn 1. 12. À, có 12 chung à? Trừ nhân trừ thành cộng. Thì ở đây thành 12 nhân 65. Trừ nhân cộng hình trừ và bà đảo vị trí luôn. Trừ đi 12 nhân 25 luôn. Bằng 12 nhân mở ngoặc 65 trừ 25. Là mình bỏ 12 ra ngoài cho nó nhanh. Thì bằng 12 nhân với 40 bằng 480. Các bạn luôn phải kiểm tra bằng máy tính lại những bài nếu sai làm lại những cái bài số này, trừ khi không được mang máy tính ở phòng thi, còn lại thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra ở nhà, chúng ta kiểm tra thoải mái. P B là 39 trừ 19 chia cho âm 2 cộng 34 trừ 22 nhân với 5. 39 trừ 19 bằng 20. 20 chia cho âm 2 nhân chia trước cộng từ sau trong ngoặc tính trước cộng với 34 trừ 22. 23 trừ 2 còn 1 cộng 12. 20 chia cho âm 2 được âm 10. Âm 10 cộng 12 là hai số nguyên trái dấu sẽ bằng 12 trừ 10 bằng 2, lấy dấu của số lớn là dấu dương. Hết. Các bạn có thể dừng video xem. Ba chấm bốn sáu tính giá trị của biểu thức. Cái này chúng ta có thể là can, máy tính thì nhanh nhất. Và nếu không can được thì ta sẽ có với A bằng 4, B bằng âm 3, ta có A lớn bằng 5 nhân với A. A bây giờ bằng 4, B bây giờ bằng âm 3, trừ đi 3 nhân mở ngoặc. A bây giờ bằng 4, B bây giờ bằng âm 3, bằng nhân đi 5, 4, 20. 20 nhân 53 là âm 60. Trừ đi 3, 4 trừ 3 là 1. Bằng trừ 60 trừ 3 nhân 1 nhân phía trước. 3 nhân 1 thì bằng 3. Bằng trừ 63 bởi vì hai số không số âm cộng và lấy dấu chung. Chúng ta có thể dùng máy tính nhập vào là alpha 5 alpha A alpha B trừ đi 3 nhân mở ngoặc A cộng B, A cộng B đóng, ấn nút can hỏi A bằng mấy, A bằng 4, bằng B bằng mấy, B bằng trừ 3, bằng bằng số 3. Máy tính nó càng sẽ rất là nhanh.
3.47 tính một cách hợp lý. Một cách hợp lý thì mình chỉnh xem 17 vuông 29 trừ trừ 111 đóng đóng 29 âm 17 bằng 17. Bây giờ tròn 29 trừ đi trừ đi cộng 111 cộng với trừ thành trừ luôn, 29 nhân với 17 bằng 17 đến nguyên, 29 cộng với 111 111 29 không nhớ 1, 2 cộng 1 bằng 3 nhớ 1 là 4, 140 nhân với 1 40, chỗ này trừ đi 7 nhân với 29 lộn nó lên đó. Không, chỗ này là 17 17 17 thì ta có 17 chung thì bằng 1 17 trong còn 1 40 trừ đi 29 nhân đưa 17 ra ngoài thì bằng 17 nhân với 140 trừ 29, 10 trừ 9 còn 1. Em thì lại ra 111. 111. Thì chắc đến bước này thì nhân thôi chứ còn làm được gì nữa. À không, tính như này nó vỡ một. Tính nhanh đâu lắm. Không, nó sẽ có cách nhanh hơn. Nó sẽ có cách nhanh hơn. Nó làm như này. 17 nhân với tròn 29 trừ đi trừ thành cộng 111 cộng với lại 29 thì là trừ, cộng trừ nó soi biến thành trừ, nó lộn luôn là 17 nhân 29 mỗi được bằng nhân tung với ngoặc kia ra là 17 nhân 29 cộng với 17 nhân với 111 trừ đi 17 nhân 29. Đó, thì hai cái này trừ với nhau là hết, thì chỉ còn lại 17 nhân với 111. Đấy thì nó đỡ phải tính toán, tính một lần thôi. Tóm lại không thể nào nhanh bằng máy tính được. 111 nhân với 17 7 7 7 7 1 1 1 7 8 8 1 8 8 7. Như con chỉ B. Chỉ B thì 19 nhân 43. Cái này lộn được này. Dương cộng nhân trừ thành trừ. Và đảo vị trí luôn là 43 nhân 20 luôn. Cái này trừ đi 20 nhân 43 thì trừ đi 40. Trừ đi trừ thành cộng 40. Có 43 chung này. 43, 43 thì trong còn 19 trừ đi 20 cộng 40 bằng 43 nhân với âm 1, 19 trừ 20 âm 1. 19 trừ 20 chính bằng 20 trừ 19, xong lấy dấu của 20 người dấu âm cộng với 40 bằng trừ 43 cộng 40 thì lấy 43 trừ 40 bằng 3, lấy dấu của số lớn hơn là âm 3. Chắc có thế không? Tìm các ước của 15 và ước của âm 25, tìm các ước chung của hai trong này. Ước của 15
15 bằng 3 nhân 5, và 1 là 1 có, 2 nhân 2 bằng 4 ước. Thì cứ lấy mũ đẩy lên một đơn vị nhân với nhau. Thì 15, tư của 15, ước của 15 sẽ bằng 15 chia 1 được 15, mình thì là trừ 15 luôn. À, 4 ước thì thành 4 ước dương nhé, thì thành 8 ước. 4 ước dương thì thành 8 ước, cho nên là cộng trừ 15, 15 chia 1, 15 chia 2 không được, 15 chia 3 được 5, cộng trừ 5, 15 chia 4 không được, chia 5 được, cộng trừ 3, đúng không? Và chia cho 15 được, cộng trừ 1, em đủ 8 ước chưa? 4 thì mình 8, 2, 4, 6, 8 đủ rồi, đấy là các ước của 15. Ước của âm 25, 25 thì bằng 5 bình, 5 mũ 2, đúng không? Và sẽ có là 3 ước dương, chỉ có 6 ước. 25, ước của 25 thì bằng chia cho 1 được cộng trừ 25, chia cho 2 được chia cho 5 thì được cộng trừ 5, chia cho 25 được cộng trừ 1 là có 6 ước, đúng chưa? Bây giờ gì, tìm ước chung. Tìm ước chung thì ư chung của 15 và trừ 25 nó sẽ bằng, chắc chắn là cộng trừ 1 rồi. Ta nhìn những cái ước chung có cả trên cả dưới thì ta sẽ thấy là gì? Thứ nhất là có cộng cộng trừ 1, trừ 1 cộng 1, trừ 5 cộng 5, 3 có không? 3 không. Cộng trừ 1 cộng trừ 5 thế thôi. Nó ước chung. Đấy là 48. 49. Sử dụng các tính với số nguyên có cả số âm để giải bài toán sau. Công nhân của một xưởng sản xuất công nhân một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau: làm ra một sản phẩm chất lượng thì được 50.000, làm ra một sản phẩm không đạt thì bị trừ 10.000. Tháng vừa qua công nhân làm được 230 sản phẩm đạt, 230 nhân với 50.000, 20 sản phẩm đạt thì được 230 nhân với 50.000 một sản phẩm, và 8 sản phẩm không đạt chất lượng, không đạt chất lượng bị trừ lương là 8 nhân với 10.000 một sản phẩm. Hỏi công nhân đó lĩnh được bao nhiêu tiền? Thì ta có 23 nhân 5 được 35, 15 nhân 5 nhân 1, 25 là 10 nhân 1, 11, 1, 1, 5, thêm mấy con không nữa, 2, 4, 5 con không. Mười một triệu 500.000 trừ đi 80.000, có 8 sản phẩm, mỗi sản phẩm bị phạt 10.000, 50.000, 4, 5, 6, 7, 8, 11 triệu 105.000 trừ đi 80.000, 11 triệu 500.000 trừ đi 80.000 thì còn lại 2, 4, 11 triệu 420.000, 11 triệu 420.000 đơn vị là đồng. Chắc luôn như thế rồi, ok. Nghe theo dừng ở đây nhé.